Thầy xin chào Gia Bảo. Chúng ta tiếp tục nhé. Đây là cái phần kỹ thuật lập trình nâng cao. Mấy hôm tới nữa em sẽ tới phần này. Thì cho mình bắt đầu luôn nhé. Có thể hôm nay một số các bạn khác đang bận thi học kỳ, nhưng mà Gia Bảo thì chắc không còn là nhiều quỹ thời gian nên thầy trò mình chạy nhanh vậy. Ở trong cái phần kế tiếp thì hôm nay thầy trò mình đã có một cái buổi về sâu rồi. Thì buổi tối thì thầy trò mình chữa đề, còn buổi phần ngày chúng ta sẽ học cái ôn tiếp kiến thức. Thì hôm nay thì thầy chưa tới cái đề mà hôm nay thầy đã gửi ở trong nhóm. Ở trong nhóm thì thầy đã gửi cái đề bà đã nhận được rồi đúng không? Đây, nó còn lại là trò mình rồi. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ làm đề số 1. Em tải cái đề số 1 về. Nhà hôm nay ta sẽ... thầy xin chào Nguyên. Hôm nay ta sẽ chữa cái đề số 1 ở trong cái tuyển tập đề này. Và nhiệm vụ của Bảo và các bạn là ta sẽ làm một đồ bài lên trên hệ thống. Trung Nguyên có các đề rồi thì em lưu ý ta đang đến đề số 7, thì tức là ta có khoảng 75 35 bài thì ta phải nộp đủ 35 bài lên trên hệ thống nhé. Các bạn đang nộp bài rất tích cực và ta cũng cố gắng thôi. Bắt đầu ra bảo ta sang cái đề đầu tiên để cho mình sang cái đề đầu tiên. Nguyên đã đi ngủ. Kiểu giống như là mấy đứa nó hỏi bài thầy, thầy ơi thầy đâu, thầy đều bảo thầy đang ngủ. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ chữa được cái đề đầu tiên. Đề đầu tiên thì chúng ta có 5 câu, ta nhìn tổng quan đề một chút. Thầy xin chào bạn Minh. Hôm nay thì chúng ta vẫn đang chữa đề, hôm nay thầy mời một số các cái bạn và xin nha. Mấy cháu không phải vào đâu bởi vì thầy sẽ up cái video này trên kênh YouTube vào ngày mai. Và thầy để trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành thầy đã up toàn bộ các video trước các cái đề này. Và thầy sẽ up lên hàng ngày. Nên không phải lo đâu nhỉ. Cứ vào trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Gia Bảo nhớ like, share, comment nhé. Cảm ơn nhớ nha. Cứ tìm thấy kênh YouTube Đặng Tuấn Thành, kênh của thầy ấy. Thì trên này thầy đã up đầy đủ các cái video để chữa đề số 3 câu 4, đề 3 câu 3, đề 2 câu 1. Đấy. Thì vào ngoài ra có thể ngắm các bạn học sinh trường chuyên ở đây nhé. Ta có thể vào trong thẻ video để xem các video mới up lên đây. Đấy. Và thầy cũng có chia sẻ một số các cái kinh nghiệm. Đấy. Có cả đề số 1 thầy cũng đã up lên đây rồi. Thì ta căn cứ vào đây các bạn xem ngoài cách làm của mình thì các em cần phải làm thêm cái cách làm của cá nhân mình đấy nhé. Ngoài các tức là ngoài cách làm của mình thì các bạn cần phải cài đặt theo cái cách thầy hướng dẫn để các em nộp bài. Dù các bạn đã đạt được điểm tối đa thì ta vẫn phải cài đặt theo hướng đấy để ta có kỹ năng lập trình mới. Ngoài những thứ mình đã biết, video bài giảng ở trên này thầy đã up khá đầy đủ của từng buổi. Mới up đến đề số 3. Để số 4 nữa, chắc là tối nay thầy sẽ cố gắng áp nó. Hôm nay ta có một số khách mời tham dự cùng khá vui. Vậy ta sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta quay trở lại cái đề số 1. Video bài giảng thầy up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của thầy nhớ đăng ký nhé. Rồi. Rồi, ok. Vâng, xin chào mẹ Lương Nguyên. Mẹ Lương Nguyên đây, chú đáo cẩn thận lắm. Vậy thì ở cái đề đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái bài toán tính tổng dãy số. Ta nhìn qua đề thứ nhất, đề có 5 câu. Câu 2 là bài xóa số, như vậy liên quan tới tách chữ số. Câu 3 liên quan tới đếm số lượng ước của số, thỏa mãn điều kiện. Câu 4 là liên quan tới số nguyên tố. Rồi câu 5 tới vừa ước vừa số nguyên tố. Như vậy thì ta nhận thấy rằng
Cái đề số 1 này nó khá vừa sức với mình, nó thuộc nhóm bài đề, nó thuộc nhóm đề là chủ đề về số học, câu lệnh lặp, các bài toán về số học cơ bản kết hợp với một chút xử lý kỹ thuật xử lý. Bây giờ trong phần này thì các bạn sẽ quan tâm như sau. Đầu tiên thì ta sẽ sang cái bài đầu tiên là bài tổng dãy số đặc biệt. Tí nữa thầy mời từng bạn chia sẻ màn hình bài làm của mình nhé, kể cả những bạn ở Yên Bái. Các bạn làm là ta sẽ. Đầu tiên thì ta nhận thấy đề bài cho số nguyên dương n yêu cầu hãy tính cái tổng phân số này, để zoom to lên để các bạn nhìn kỹ hơn. Bây giờ thì để tính tổng cái phân số này thì ta xác định được bài toán. Đề bài thì người ta cho n. Tuệ Giang bảo thầy ơi duyệt cho em với. Cái này có cần duyệt đâu nhỉ? Để thầy kiểm tra lại xem thầy có phê duyệt thành viên đâu, lớp này là lớp miễn phí mà. Cho các bạn học online ở nhà thầy. Bạn Tuệ Giang bạn và chưa được. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái đề số 1, bài 1, đề bài tính tổng phân số. Nhìn tổng phân số này thì ta nhận định được hai thứ. Thứ nhất là ta rồi. Thứ nhất thì ta sẽ cần phải để xem là thời gian. Thầy xin chào chị Hương. Rồi, hôm nay có rất nhiều các bạn vào tham dự cùng. Thầy đang chưa đề số 1 trong cái tập đề thi thử vào chuyên. Vậy thì trong cái phần này thì đây ta đang nói. Nhìn cái phân số này thì ta nhận thấy có 3 vấn đề. Thứ nhất là tử số của nó đang tăng dưới dạng là các số lẻ. Cứ mỗi vòng lặp nó tăng lên 2 đơn vị. Với bước thứ y thì nó tăng lên là 2 nhân y cộng 1. Nó giá trị của nó sẽ có bằng giá là 2 nhân y cộng 1. Thầy đang chữa đề số 1 bà câu 1 thời gian nhé. Ủa, vừa thấy nàng thời gian nàng lại bay màu đâu rồi. Vậy thì ở đây thì ta nhận thấy điều thứ hai ta nhận thấy đấy, rồi lần này thời gian đã vào. Đang chữa đề số 1 câu 1 thời gian nhé. Thứ hai ta nhận thấy rằng mẫu số của mình là 1 nhân 2 tất cả bình, 2 nhân 3 tất cả bình. Và như vậy thì mẫu số tổng quát của nó có dạng là y nhân y cộng 1 tất cả bình. Và cái vấn đề ta cần làm với cái dạng bài này thì ta phải trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái phân số này nó lặp lại bao nhiêu lần? Câu hỏi thứ hai, nếu nó lặp lại với số lần là như thế thì khi tính tổng S khởi tạo bằng bao nhiêu? Và tí nữa ta sẽ cùng từ từ đó thì ta sẽ làm hẳn cái lớp bài toán này nhé. Vậy với cái phân số như trên thì các bạn nhà ta cái phương pháp làm nó như sau. Đầu tiên thì đề bài là cho n, vậy thì ta có input của bài toán là nhập n. Ta thực hiện nhập n. Output của bài toán đưa S ra với độ chính xác là mấy chữ số thập phân đấy. Như vậy ta thấy S là kiểu số thực. Rồi, vì khi S là kiểu số thực nên các bạn thấy khi ta lấy tử số chia cho mẫu số thì khi đó ta thu được cả một phân số là số nguyên. Vậy thì ta phải ép tử số thành số thực bằng cách thêm chữ float hoặc là nhân nó với trực tiếp với 1.0. Tiếp đến thì ta có phương pháp làm như sau. Ta thay giá trị n bằng 1 vào số hạng cuối cùng của dãy số. Cuối cùng của dãy số này nó có dạng là n nhân cộng 1 nhân n nhân 2n cộng 1 tất cả bình, à nhân n cộng 1 tất cả bình. Khi thay n bằng 1 thì ta có 2 nhân 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3. Mẫu số thì ta có là 1 nhân với 2 tất cả bình phương. Khi ta thay n bằng 1 vào số hạng cuối cùng của dãy số thì ta nhận thấy rằng đó chính là số hạng đầu tiên của dãy số. Với cái nhận định như thế thì ta thu được hai thứ. Cái thứ nhất đó là vòng lặp nó sẽ lặp lại n lần nhé. Khi ta thay n bằng 1 vào số hạng cuối cùng mà nó trả ra được số hạng đầu tiên thì ta thu được là vòng lặp này lặp lại n lần. Thứ hai là khi do nó trả về số hạng đầu tiên nên trước số hạng này không có phần dư nào cả nên S của ta sẽ khởi tạo bằng 0. Đấy. Và cái thứ ba ta đưa ra được cái công thức tổng quát của nó là ta thay y vào số hạng cuối cùng.
vào phân số cuối cùng để thu được công thức tổng quát. Đó, công thức của ta, tổng quát của mình nó sẽ là 2 nhân y. Chỗ nào các bạn nào nghe chưa hiểu các bạn comment hoặc bật mic nói để thầy giảng lại cho nó hiệu quả nhé. Gia Bảo cũng thế nhé. Đấy, khi ta thay y vào phân số cùng thì ta được công thức tổng quát. Vậy đây chính là cái thứ mà mình sẽ code ở trong chương trình chính. S của mình sẽ tăng thêm một lượng như trên. Vậy thì với bước 1, ta sẽ thực hiện nhập số nguyên dương n. Bước thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện khởi tạo S bằng 0. Lưu ý, vì đây là tổng của một sơ phân số, nên S của mình là số thực. Rồi, từ đó thì ta thực hiện, ta cho y chạy từ 1 đến n. Và S của ta sẽ tăng lên một lượng là 2 nhân y cộng 1 chia cho cả cái cục mẫu số này. Ôi, ông Hữu Đức cũng đã nhảy vào. Thầy đang chữa đề số 1 bài 1 ông Hữu Đức nhé. Em chào thầy. Lại đòi đề chưa có. À, Hữu Đức nộp thầy mấy bài nhé. Khi nãy thầy tìm mấy bài ở trong từ đề 1 đến đề 7 trên server thì chưa thấy có. Khi nãy có cái bài đếm tổ hợp của đề 7 vẫn chưa nhìn thấy đâu nhá. D7 à? Bây giờ em làm đây. Giời ơi. À, em chưa cốt rồi nhưng em quên chưa nộp. Rồi ok. Khi nãy thầy chạy nó ra không phải bằng 100, cái bài đếm tổ hợp nó ra bằng 3 nên mấy thầy trò vừa mò được công thức khác. Trời ơi. Rồi may mà có ông Trung ông cứu chứ không thì mấy anh em èo mất. Rồi vừa rồi thì ta tính được cái công thức này, S thì bằng biểu thức này và sau đó ta thực hiện đưa thằng S ra. Như vậy trên đây là cái cách để làm tiếp cận bài toán như trên. Với cách tiếp cận như trên thì từ giờ trở đi với bất cả các bất cứ cái lớp bài toán phân số nào chúng ta đều có thể giải quyết được. Các em nhé. Rồi về chúng ta sẽ thầy gửi qua cửa sổ chat. Trong nhóm Zalo thì hơi nhiều nhóm nên không biết gửi vào đâu bây giờ. Rồi thì thầy cứ gửi vào mấy cái nhóm có phụ huynh vậy. Hôm sau thấy phụ huynh bật máy lên code chắc là các mấy đứa chán luôn. Mà thôi quên mất chứ về thêm nhóm này thì đưa phụ huynh ngồi nhìn thấy thì thôi. Thế thầy sẽ nhắn ở trên sổ chat Zoom nhé, đỡ phải ảnh hưởng đến phụ huynh tin nhắn nó cứ nhảy tưng tưng tưng. Ngọc Anh ơi, đây là đang thầy đang chữa đề số 1 nhá. Rồi À mà đến 9 em đâu thầy? chưa có đấy, hôm nay chưa chưa kịp làm. Hôm nay lúc nãy mình ngồi làm nhưng mà không có thời gian ngồi chữa bài cho các bạn kia đây. Chắc là ngày mai Ok. thôi. Sớm man mát rồi. Không hiểu được nộp đủ 35 bài đây nha. Vâng. Nếu mà nộp không ấy thì gửi qua Zalo luôn thầy cũng được. Nếu mà Vâng. nộp sớm thì mình gửi qua Zalo. Bây giờ ta Không sẽ biết tiếp được tục nộp với rồi. cái mục bài toán như trên. Thì ta nhận thấy rằng ồ hóa ra cái bài toán này từ giờ trở đi tất cả những cái bài toán nào mà liên quan tới mô hình bài toán tính tổng ta đều làm như trên được. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy một số các bài toán tính tổng và thầy sẽ hỏi các bạn xem bài này ta sẽ thu được tổng công thức tổng quát nó là gì nhé. Bạn chờ thì máy nó loát ra. Máy thầy nó hơi đều một tí. À đây, quên không quyền 2, nhầm, chờ chết nè. Quyền 3. Rồi, ta quay sang cái tổng dãy này và các bạn trả lời cho thầy biết tổng S của mình sẽ thay đổi như thế nào. Bây giờ ta có một cái bài toán tổng S của mình là bằng là 1 cộng x mũ 3 chia 3 sẽ giai thừa x mũ 5 chia 5 giai thừa cộng vân vân cộng 2 x mũ n cộng 1 chia cho 2
cầm một chai thừa đấy. Rồi bây giờ thầy xin mời các bạn trả lời nhé. Theo các bạn, theo phương pháp khi nãy ta đang thử thì ta phải trả lời cho thầy biết, một là vòng lặp này lặp bao nhiêu lần, hai là số hạng của biểu thức S AS ban đầu khởi tạo bằng bao nhiêu. Rồi, xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Hãy cho thầy biết với tổng này S khởi tạo bằng bao nhiêu. Lương Yên trả lời bằng một. Rồi, xin cảm ơn. Xin mời các bạn khác. S khởi tạo bằng bao nhiêu? Minh cho rằng bằng một. Gia Bảo. Ngọc Anh cho bằng bằng không. Gia Bảo cho bằng bằng không. Em đi xa quá, mấy đứa đi xa quá. Trung Dũng. Một, Ngọc Anh cũng đi xa quá. Cái gì ông Trung Dũng bậc hai, ông đặt cho ông một cái bây giờ. Rồi, mỗi người sẽ có một cách, nhưng mà theo cái phương pháp của chúng ta vừa trả vừa làm cơ. Chí Hưng cho bao nhiêu? Thời gian. Như vậy thì theo cái phương pháp chạy bằng cơm thì rồi thời gian cho bằng một. Vậy thì ủa, cái bài này làm từ lâu rồi ông Đức ơi, cái bài này nó làm từ ngày xưa rồi mà. Mấy cái bài này ấy, mấy bài tổng này làm từ xưa mà. Rồi ok, nó làm nhiều quá xong nó quên luôn cả đề. Được. Rồi, vậy thì theo phương pháp thầy hướng dẫn, phương pháp thầy hướng dẫn là gì? Khi nhìn với một cái tổng số này thì thay vì việc ta dự ra cắt dự thì ta sẽ thay n vào số hạng cuối cùng thì để ta thu được một cái phân số, sau đó xác định xem phân số đó nằm ở vị trí nào trong dãy số. Nếu nó nằm ở vị trí đầu thì S ta khởi tạo bằng 0. Nếu mà nó dừng ở đâu thì các phần tử đứng trước nó sẽ được khởi tạo. Và khi ta thay nó vào như thế thì ta kết luận được nó dừng ở vị trí nào thì khúc đó sẽ lặp lại n lần nhé. Rồi ok, vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài toán này. Vậy thì khi ta thay n bằng đấy, như Lương Nguyên vừa trả lời thì là một cộng x, khi ta thay n vào số hạng cuối cùng đấy, chỗ này thầy có sang bên này sang nhé cho nó nhanh. Thì ta giải quyết được hẳn cái lớp mô hình bài toán này thì các bạn sau thấy nhìn với cái phân số càng phức tạp thì càng dễ làm. Ta thay n bằng 1 vào cái số hạng cuối cùng thì các em sẽ thu được, thầy có cái số hạng cuối cùng nhé. Đấy. Và thầy thay n bằng 1 thì nó sẽ là bằng đấy. 2 nhân 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3. Đây, 2 nhân 1 bằng 2 đúng không? Cộng 1 bằng 3. Vậy thì nó sẽ là x mũ 3. Mẫu số là 2 nhân 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3, mẫu số là 3 giai thừa. Đấy, và các bạn nhìn thấy rằng số hạng này nó xuất hiện ở vị trí này. Vậy thì chứng tỏ từ vị trí này đến vị trí này nó sẽ lặp lại n lần. Và khi nó lặp lại n lần thì chứng tỏ các phần tử số hạng trước đó ta sẽ khởi tạo S bằng số hạng này. Vậy thì ở đây ta kết luận luôn S ta khởi tạo bằng 1 cộng x. Nên khi nãy các bạn nào trả lời bằng 0 hay bằng 1 thì các em làm theo cách khác chứ không làm theo cái cách thầy đang làm nhá. Làm theo cách khác tức là các em có thể for theo kiểu khác. Đấy. Và thứ hai ta kết luận rằng từ vị trí này đến vị trí này này là nó lặp lại n lần. Và khi đó thì bây giờ ta mới bắt đầu đi ra đi tìm số hạng. Số hạng của mình bây giờ tổng quát của mình nó sẽ đưa ra là số hạng của cái biểu thức này của mình là 2 nhân với y nhân với 2 nhân với y cộng 1 giai thừa. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái số hạng 2 nhân y cộng 1 giai thừa này thì nó chưa liên quan lắm. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng từ x mũ 3 lên x mũ 5 nó chênh lệch với nhau bao nhiêu? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat cho thầy. Từ x mũ 3 lên tới x mũ 5 nó chênh lệch là bao nhiêu? Xin mời Tuệ Giang, Minh, Trung Dũng, Trúc, Ngọc Anh, cả Hưng và Gia Bảo. Hãy cho thầy biết từ x mũ 3 lên x mũ 5 nó tăng lên 2, không đúng. Gia Bảo,
Cái gì đâu, mình đập cho một phát bây giờ. Hữu Đức nói x mũ 3 chứ 5 trừ x mũ 3 sai. 3 giai thừa trừ 5 giai thừa, 5 giai thừa trừ 3 giai thừa, không đúng. Xin mời các bạn khác cho thầy biết nào. Gia bảo đâu? X mũ 2 rồi, hoàn toàn chính xác, nó tăng x mũ 2 lần. Bởi vì từ x mũ 3 lên x mũ 5 thì nó phải tăng lên x mũ 2 lần thì nó mới lên. Như vậy thì Gia Bảo và Nguyên đã có câu trả lời chính xác. Như vậy thì ta nhận thấy thằng tử số của thầy, từ đây thì ta nhận thấy rằng là tử số là tăng x mũ 2 lần. Tử số tăng x mũ 2. Bởi vì rõ ràng tử số đang mơ từ x mũ 3 mà nhảy lên x mũ 5 thì nó phải là x bằng thằng tử số cũ nhân với x mũ 2. Vậy thì lần. Đấy, từ đó thì ta nhận thấy rằng tử số của mình sẽ bằng là tử số cũ nhân với x mũ 2. X mũ 2 là nhân với x. Rồi mẫu số của mình sẽ tăng bao nhiêu? Từ 3 giai thừa đến 5 giai thừa thì nó sẽ tăng là bao nhiêu? Gia Bảo cho là 2 giai thừa, Ngọc Anh 5 giai thừa trừ 3 giai thừa. Chưa có kết quả đúng. À, rồi Bình Minh và Trung Dũng trả lời chính xác, nó tăng là 4 nhân 5. Như vậy thì ở chỗ này thì ta nhận thấy rằng là ở giữa thằng tử số cũ thì với thằng tử số mà quên, thằng mẫu số cũ với thằng mẫu số mới thì ta nhận thấy thằng 5 giai thừa ấy thì nó sẽ bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1, mà 3 nhân 2 nhân 1 thằng này thì nó sẽ là bằng là 5 nhân 4 nhân 3 giai thừa. Đấy. Và như thế thì ta nhận thấy rằng là thằng tử số cũ, đây là thằng mẫu số cũ là thằng này. Và còn đây là thằng mẫu số mới. Như vậy mẫu số mới của mình thì nó sẽ bằng, nếu với y bằng 1 thì nó là nhân với 3, y bằng 2 nó nhân với 5. Đấy, như vậy thì thằng này 5 và 4. Như vậy thì thằng này là một thằng 2 nhân n cộng 1 và một thằng là một thằng 2 nhân y cộng 1 và một thằng 2 nhân y. Vậy từ đây ta suy ra cái thằng mẫu số cũ của mình, mẫu số mới sẽ bằng mẫu số cũ nhân với thằng 5, 5 đó ở bước thứ hai đó chính là thằng 2 nhân y cộng 1. Thằng 4 đó chính là thằng 2 nhân y. Đấy, như vậy mẫu số của mình sẽ tăng một lượng như thế này. Được chưa? Vậy thì biết tử số tăng từng này và mẫu số tăng từng này thì khi đó ta sẽ thu được đầu vòng lặp ta khởi tạo tử số và mẫu số bằng một nhé. Nhớ rằng nó là kiểu dữ liệu long long. Rồi tới đây thì các bạn đã biết ra xác định được thằng tử số và mẫu số rồi. Thì khi đó bài toán của chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là tính. Ta nhận thấy bước 1 thì ta nhập n và nhập x. Bước 2 ta khởi tạo S bằng 1 cộng X. Mà nhớ rằng S là kiểu double hoặc từ phổ loát. Tử số của ta thì ta có thể khởi tạo bằng là X mũ 3. Hoặc tử số ta cũng có thể khởi tạo là bằng 1 nhé. Nếu tử số khởi tạo bằng 1 thì ở vòng lặp đầu tiên nó sẽ nhân lên là, nếu tử số bắt đầu bằng 1 thì ở đây nó sẽ là X nhân với X nhân X. Như vậy thì tử số của ta đây nó chưa đủ x mũ 3. Vậy thì thầy thử gắn tử số bằng x xem. Nếu thầy gắn tử số bằng x thì x của ta đây nó sẽ là bằng nhân với x bình thì bằng x mũ 3. Ở vòng lặp sau x mũ 3 nó nhân với x bình thì bằng x mũ 5. Vậy thì tử số ta khởi tạo bằng x. Mẫu số ta thử khởi tạo bằng 1 được không? Mẫu số ta khởi tạo bằng 1 thì ở vòng lặp kế tiếp nó sẽ là 3 nhân 2 nhé. 1 là 2 nhân 1 cộng 1 nhân với 2 nhân 1 thì nó sẽ là bằng 3 nhân 2 nhân 1, nó bằng 3 giai thừa. Như vậy thì mẫu số ta khởi tạo bằng 1 được. Vậy thì tử số của ta sẽ thay bằng là tử số cũ nhân với x bình. Mẫu số của ta thì bằng mẫu số cũ nhân với 2 nhân y cộng 1 nhân với 2 nhân y. Và cái tổng của ta sẽ bằng là tử số chia cho mẫu số. Đấy. Đó là cái bài ta đang nói nhé. Rồi bây giờ ta quay trở lại các
và cái vòng lặp vừa rồi. Các bạn cho thầy biết với bài toán này thì S bắt đầu khởi tạo bằng mấy? Xin mời các bạn comment giúp thầy. Và xin mời Khiêm, và xin mời Dũng. Ông Minh thì còn 2 trừ 1 rồi, Gia Bảo cho bằng 1. À, Khánh cũng cho bằng 1. Vậy thì rõ ràng cái theo cái phương pháp chạy bằng cơm khi nãy thầy trò mình vừa làm thì ta nhận thấy ta sẽ vẫn thực hiện cái công việc này ở cái phần ở cái dưới này. Ta nhận thấy ta thay n vào số n bằng 1 vào số hạng cuối cùng, thì khi đó số hạng cuối cùng nó có dạng là x bình chia cho 2 giai thừa, và khi đó thì ta thấy x bình chia 2 giai thừa nó là số này, vậy chứng tỏ từ vị trí này đến vị trí này nó sẽ lặp lại n lần. Vậy thì tí nữa mình for y chạy từ 1 đến n để mình tính nó. Thứ hai, các số hạng đứng trước đó ta sẽ khởi tạo S bằng chính số hạng đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy giữa từ số cũ và từ số mới nó gấp nhau bao nhiêu lần? 2 lần. X mũ 2 lần. Rồi, x mũ 2 lần, Gia Bảo trả lời và cùng với Chí Hưng trả lời rất chính xác là nó x mũ 2 lần. Đấy. Thế mẫu số nó cách nhau bao nhiêu lần? Là 4 nhân 3. Như vậy thì nó sẽ là 2 nhân y và 2 nhân y trừ 1. Đấy. Thì các bạn nhé, bởi vì từ 4 giảm xuống 2 này thì có y 2 nhân y, 2 nhân y trừ 1. Đấy. Vậy thì tương tự như vậy với bài kế tiếp. Từ đầu tiên S ban đầu khởi tạo bằng mấy? Xin mời các bạn comment cho thầy biết nhé. Xin mời Khánh, xin mời Gia Bảo, Khiêm. Hữu Đức cho bằng 0, Minh cho bằng, Gia Bảo cho bằng 2, Khánh cho bằng 1. Hữu Đức cho bằng x, Ngọc Anh cho bằng x, Chú Dũng cho bằng x. Rồi, Tệ Giang cho bằng x. Được rồi, thầy gạch luôn mấy đứa bằng chữ x. Rồi. À, vậy thì ta thu được kết quả là 1 này, x này, 2 trừ x này. Rồi 1 này, 2 này. Vậy thì ta thấy rằng ở cái bài này thì các bạn đã khởi tạo L hết rồi. Ta thay n bằng 1 vào đây thì ta có x mũ 1 chia cho 1 giai thừa. X mũ 1 chia 1 giai thừa đó chính là số hạng đầu tiên là thằng này. Vậy thì tất cả đứa đứng trước nó không có số hạng nào, từ đó suy ra bài này ta khởi tạo S bằng 0 nha. Ok chưa? Ta khởi tạo S bằng 0. Gia Bảo chỗ này ok chưa? Rồi, số hạng giữa tử số và tử số sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Rồi, chỗ này các bạn nhận thấy ngay là tử số đã tăng lên x lần. Mẫu số tăng lên bao nhiêu lần? Rồi, tăng lên 3. Ở bước thứ ba nó tăng lên 3, như vậy ở bước thứ y nó sẽ tăng lên y, vậy mẫu số bằng mẫu số nhân với y. Rồi, đó là cái bài toán này. Rồi, bài toán kế tiếp. Bài toán này thì sao? Gia Bảo. S ban đầu khởi tạo bằng bao nhiêu? Câu trả lời chính xác. S ban đầu khởi tạo bằng 1. Thầy thấy hơi hoang mang. Xin mời anh em cho ra cho các kết quả đi. Rồi, 500 anh em khác cho bằng 0. Minh cười gì? Cười cho bằng 0, sắp eo luôn. Rồi, Tuệ Giang cho bằng 0. Rồi, vậy thì ta cùng quan sát nhé. Thầy thấy hoang mang quá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhận thấy như sau. Ta sẽ thay n bằng số hạng cuối cùng, n bằng 1. Thì ta có 2 nhân 1 bằng 2 trừ 1 bằng 1. 1 chia cho 1 giai thừa bằng 1. Vậy nó là số hạng đầu tiên. Vì nó là số hạng đầu tiên nên thầy nhận được câu trả lời của 500 anh em ở đoạn dưới. Gia Bảo, Bình Minh, Khiêm, rồi Minh, Tuấn Minh, rồi Khánh, rồi Trung Dũng và Tuệ Giang đều khởi tạo bằng 0.
đấy nha. Và Hữu Đức lật mặt rất nhanh, từ một nhảy xuống đã tới không. Rồi như vậy thì dẫn đến S phải tạm bằng không. Thứ hai, ta trả lời câu hỏi ở bước thứ y tử số của ta nó có quy luật gì? Nếu y ở vị trí này nó là 3 bình phương, ở vòng này nó là 5 bình phương, ở vòng này nó là 7 bình phương, thì vậy ở tổng quát của nó sẽ là gì? À, nó là số lẻ bình phương. Một một nhận định đã đúng. Nhưng mà cái vấn đề công thức của nó là gì? Rõ ràng cái công thức từ đây đến đây nó lặp lại là n lần. Vậy tử mỡ tử số của thầy sẽ bằng gì? À. Xin mời các bạn khác cho ý kiến nào, Chiến nào. Hãy cho thầy biết tử số của phân số này sẽ là bằng gì? Tử số của mình sẽ bằng tử số cũ nhân với. Hiện tại mới có câu trả lời của Hữu Đức. Xin mời Khánh, Dũng, Gia Bảo, Hưng. Vote cho Nguyên. Rồi, ok. 500 anh em vote cho Nguyên. Ừ. Ông Bình Minh nhất tự nhiên thì đọc cho cái bây giờ. Rồi, ok. Như vậy thì các bạn nhận thấy rằng là bạn như bạn Nguyên đã trả lời là tử số của ta bằng tử số nhân với 2 nhân với y trừ 1 tất cả bình phương. Thế mẫu số của ta thì sao? Mẫu số của ta sẽ nhân với mấy? Rồi, ở bước thứ y thì mẫu số của nó nhân với t. Nhà mẫu số nhân với y. Rồi, ok, cảm ơn Ngọc Anh, Nguyên và các bạn. Rồi như vậy mẫu số nhân với y, như vậy cái bài này thì các bạn bắt đầu làm quen với cái bài kế tiếp. Cái tổng này thì sao? Hình như cái các cái tổng này thầy cho cái lớp ta đã làm hết rồi. Không biết có ai còn nhớ cái đề này không hay là quên luôn cả đề rồi. Rồi, các bạn hãy cho thầy biết S ban đầu khởi tạo bằng 0 hay bằng bao nhiêu khi tính tổng này. Các bạn lưu ý không đi theo đám đông nhé, hãy đi là chính mình, kể cả một mình một hướng. Thầy thấy 500 anh em comment có vẻ giống như quay xung quanh số có bao nhiêu số lôi hết ra. Rồi mình thì chơi đấy. Rồi ta cùng chốt lại nha. À, khi thay n bằng 1 thì mẫu số của thầy nó sẽ là bằng là 2 nhân 1 bằng 2. Như vậy tử số là 2 bình phương. Mẫu số là một giai thừa, như vậy thì nó chính là 2 bình phương trên một giai thừa là số hạng đầu tiên. Như vậy dãy từ vị trí thầy đang chọn hay gọi là bôi đen thì dãy trên đã lặp lại n lần. Các phần tử không nằm trong đoạn này thì nó sẽ được khởi tạo S ban đầu, do đó S ban đầu khởi tạo bằng 1. Rồi, vote một vote cho các bạn cho giá trị khởi tạo S bằng 1 nha. Ok. Rồi, thứ hai ta nhận thấy tử số tăng như thế nào? Tử số sẽ bằng gì? Năm trăm anh em không nên đi theo đám đông, đi theo đám đông là thuyền cùng chìm. Rồi, trong các kết quả trả lời bên trên, thầy nhận thấy có kết quả của Bình Minh gần đúng, nhưng chưa đúng. Trung Dũng cũng chưa đúng. Nào, xin mời 500 anh em, Gia Bảo đâu?
nguyên cho là hai nhân y nhân với hai nhân y. Ừ, thì hoang mang thế nhỉ. Ông Trung Dung. À, rồi, cảm ơn các em. Như vậy kết quả của chúng ta đó chính là hai nhân y tất cả bình phương, và các bạn đã trả lời được là 4 nhân với y bình hoặc là hai nhân y. À, tuy nhiên thì khi nhân thì các bạn phải ghi là 1 LL nhân với 4 nhân với y nhá. 1 LL nhân với 4 nhân với y. À, các bạn còn nhớ tại sao phải nhân 1 LL ở đấy không? Ừ. Rồi, chính xác, ép kiểu dữ liệu để không tràn. Rồi, xin cảm ơn các em. À, như vậy thì qua cái bài tập như trên thì ta nhận thấy rằng với các bài tập mà thực hiện tính tổng như bây giờ thì các em hoàn toàn có thể tìm được công thức tổng quát của nó, ta chủ động hơn và ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Vậy thì với cái bài toán đầu tiên của chúng ta, với bài toán số 1 là hãy tính tổng biểu thức này. Bây giờ ta thấy nó nhạt quá, thay n bằng 1 vào đây, tử số là 3, mẫu số là 1 nhân 2 tất cả bình. Vậy đó chính là số hạng đầu tiên, ta dừng lại. Vậy ta khởi tạo f bằng 0, vòng này vẫn lặp lại n lần và số hạng cuối cùng của nó là thay y vào. Cứ sau mỗi vòng lặp, mẫu tử số cũ cộng 2 hoặc là chỉ đơn giản là bằng 2 nhân y cộng 1. Ông Minh tư vấn tôi đấy. Như vậy thì ta sẽ thực hiện quay luôn bài toán là bước 1 ta nhập n, bước thứ 2 ta khởi tạo s bằng 0, bước thứ 3 ta cho y chạy từ 1 đến n và ta thấy s của ba bằng 1.0 nhân 2 nhân y trừ 1. Cái biểu thức tổng trong đề bài chưa chắc đã đúng nhé, bởi vì cái test thầy chạy bằng cơm tức là nó cũng chưa chắc đã chính xác. Vậy ở đây thì thầy bỏ cái test ở đây đi, không biết có đúng không, nhưng mà tốt nhất thầy bỏ cái test đây đi là để tránh nhé. À, có bài này thầy đặt tên là bài 13, nguy hiểm quá nhỉ, bài này nó lại trùng với tên của một bài ở trong hệ thống. Bài 13 có rồi. Nó bị trùng bài 13. Rồi, như vậy thì ở cái bài này chúng ta đã xong. Có bạn nào có chưa hiểu về bài số 1, xin mời các bạn comment cho thầy biết. Có bạn nào có khó khăn gì hoặc là quá trình code cái, xin mời các em chia sẻ màn hình để thầy cùng với các bạn. Nào, có ai gặp khó khăn gì không? Nếu không khó khăn thì chúng ta đã chuyển sang bài kế tiếp được chưa? Gia Bảo ok chưa? Gia Bảo chia sẻ màn hình cho thầy xem bài này em đang code thế nào. Ok rồi, bài gì? Chia sẻ màn hình cho thầy xem. Gia Bảo làm luôn. Không trông chờ được. Ở trong nhóm mình đây thì chỉ có 1-2 bạn lớp 8, còn lại là các bạn lớp 9. Có ông nào lớp 8 ở đây không nhỉ? À, có ông Kiên. Bài này thì đặt cho gái muôn đời. À, bài này là áp dụng công thức tổng quát à? Rồi, ok. Để phải đổi tên ở trong đề ra chứ mình hơi nguy hiểm.
Rồi Bình Minh tí nữa chia sẻ màn hình nhé. Rồi Gia Bảo cô xong phát. Để đi kiếm công đứa trẻ. Cô sáng đây. Đúng thì đi cho em thành người cô vô nhé. Con. Tôi rất là đấy. Sao tình hình chú Gia Bảo ok chưa?
Quay lại code thầy xem nào. Rồi, từ số cho em là này này này. S ban đầu đã khởi tạo chưa? Rồi nhấn chuột phải chọn format lại code cho nó đẹp lộng lẫy lên. Rồi, ok. Nộp bài lên hệ thống nhé. Rồi xin cảm ơn Gia Bảo. Rồi chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài số 2. Nếu không, không kịp mất. Ở bài số 2 ta quay sang bài toán xóa số. Đề bài cho số nguyên dương n là số có 5 chữ số. Ta thực hiện xóa đi 2 chữ số của n và giữ nguyên thứ tự các số còn lại. Bây giờ tìm giá trị nhỏ nhất của số như trên. Ví dụ như với số 123 này. Số 12345 khi xóa ta thu được khi xóa đi 2 chữ số. Là số như là 123. Và xin mời các bạn comment liệt kê cho thầy biết nào. Cái kế tiếp là 124. Rồi các bạn comment cho thầy nếu mà xóa đi hai số của số 12345 thì thu được những số nào. Nào các bạn comment cho thầy. Rồi 125. Rồi kế tiếp 134. 135. 345. Từ từ 345. Từ từ nhá, 234, 235, 342 không được tính nhá, bởi vì chung dũng nó ta không được thay đổi thứ tự của nó. Rồi 2, 4, 6, 8. Còn thằng nào nữa các em nhỉ? Xem nào, 245. 132 không được tính chiến nhé, bởi vì 132 nó là một hoán vị chứ không được giữ nguyên thứ tự. Đúng rồi, nó tính theo C3 của 5. Còn thằng nào nữa? C3 của 5 nó bằng 10, vậy thì đang thiếu mất một thằng. À như vậy cái thằng này của thầy đang còn thiếu mất một thằng 145, giống như Hiếu Đức vừa comment đúng không? Ở cả Minh cũng nhận thấy thiếu mất một thằng 145. Như vậy tới đây ta có đủ 10 càng rồi trong các số này thì và số có giá trị là 123 là nhỏ nhất đấy. Vậy thì các bạn đã hiểu đề rồi đúng không? Bây giờ thì ta có bài này. Vậy thì bài toán của chúng ta là cho mô muỗi quay thì vẫn quay, muỗi nó vẫn cắn phải mấy con muỗi này liều thật. À như vậy thì chỗ này Khánh đã hiểu rồi đúng không? Khi xóa các chữ số của một số có 5 chữ số ta vẫn phải giữ nguyên thứ tự của nó, thì sau đó người ta hỏi các cái số còn lại có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu, à bé nhất bằng bao nhiêu. Vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta tiếp cận nói như sau. Đầu tiên thì đề bài cho số nguyên dương n là số có 5 chữ số, ta nhập n. Output thì ta đưa ra tìm giá trị nhỏ nhất tìm được. Vậy thì thuật toán để làm bài toán này thì ta có thể làm theo phương pháp chạy bằng cơm, đó là phương pháp tách các chữ số của nó ra. Vậy thì khi ta làm bài trên giấy thì việc đầu tiên ta là ta có bước 1, ta nhập số nguyên dương n. Và quên cái đề số 2, à cái tờ đề này thì các bạn có rồi đúng không? Các bạn nào chưa có đề thì báo thầy để thầy gửi lại đề trong cửa sổ chat.
Nhờ cái giai đoạn này thầy đang chữa đề khá tổng hợp nên các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành nhé. Thầy đã chia sẻ các video và thầy sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nhất để các em có thể ôn thi một cách hiệu quả. Quan trọng nhất là đi thi làm được bài, vậy thì thôi cố gắng lên. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp với yêu cầu của bài toán, là ta sẽ sang bài số 2. Ông Hưng ăn sắt là thế nào? Phải subscribe kênh của thầy cho đủ, như bây giờ không biết được bao nhiêu người đăng ký rồi. Để chắc là khoảng tầm 1.400 gì đó. Các bạn có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký cách chữ à, bây giờ được 1.180 người rồi. Hy vọng là vài hôm nữa nó lên được khoảng tầm 2.000 người đăng ký thì cái video. Rồi ông Minh nhớ, ông Nguyên khi nào nhớ được nút bạc nhớ donate cho thầy nha. Donate bằng hai like comment cật lực trong video. Rồi. Tiếp đến thì ta sẽ thực hiện như sau. À đúng rồi, vụ nguyên bốn củ chưa thấy cái gì nhỉ, hôm nào anh em trong lớp ta sẽ xử lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhá, đề bài thì cho số nguyên dương n, vậy thì để thu được cái số nhỏ nhất vậy thì ta sẽ chạy theo phương pháp chạy bằng cơm, ta sẽ tách các chữ số của n ra đấy. Việc tách các chữ số của n, ông Dũng gửi cái gì thế này? À thánh nhẹ, thánh nhẹ đi đi. Rồi ok, khi nào có lên chữ b thì được. Rồi vậy để tách các chữ số của n ra thì các bạn đấy thấy rằng ví dụ như cái số n của mình là 1 2 3 4 5, để tách được chữ số hàng đơn vị thì lưu nó vào chữ e, thì nè thì e nó sẽ bằng n chia dư cho 10. Ở trong Pascal thì ta sử dụng phép toán mốt, trong C cộng cộng ta sử dụng dấu phần trăm. Các bạn chờ thầy tí nhé, thầy ép thêm thời gian đây không tí nữa thầy chồng mình bay ra ngoài bất cứ lúc nào không biết. Nhưng trước thì quá nó không cho quá thời gian này. Rồi ok. À, rồi bây giờ tương tự như vậy thì để tách được chữ số hàng đơn vị thì lưu vào e thì bằng phép toán n chia dư cho 10. Phần còn lại của nó là số 1, 2, 3, 4 bởi cái kết quả là n chia nguyên cho 10. Sau đó thì tách cái thằng D bằng phép toán n chia dư cho 10. 1, 2, 3, 4 chia dư cho 10 ta thu được số 4. Đấy. Tương tự như vậy n còn lại là 1, 2, 3. Đấy. Và cái quá trình đấy chạy đi chạy lại thì ta sẽ tách ra được cho tới thằng A. Như vậy thì bước tách các chữ số của một số có 5 chữ số ta làm như trên hoặc làm theo cách khác. À, tới đây thì ta thu được cái số một số nguyên có dạng ABCDE. Vậy thì bây giờ nhìn theo phương pháp ghép như thế thì ta khi đã thầy cho số 1 2 3 4 5 thì các bạn liệt kê cho thầy đủ 10 cách. Bởi khi nãy có bạn hỏi tại sao nó là 10 cách thì bởi vì nó là tổ hợp chập 3 của 10. Nó là C3, à quên, tổ hợp chập 3 của 5. C3 của 5 thì nó bằng 10. Người ta ghép đúng thứ tự trong các số trong n để thành một cái số nguyên có 3 chữ số và người ta có 10 cái ghép, thực tế nó chính là CK của n. Tổ hợp chập K của n. Các bạn nào học toán cho tin rồi thì các bạn đang được học cái phần tính tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, chỉnh hợp không lặp chập K. Nó thuộc nhóm bài toán đếm nhé, cái này phần này toán cho chuyên tin chưa có. À ừ đúng rồi, chính xác. Rồi xin cảm ơn Nguyên. Rồi như vậy thì ta nhận thấy rằng với cái việc sinh được tổ hợp như thế thì ta đếm ra được cách chọn và cái quá trình liệt kê thì ta sẽ đưa ra được cách ghép. Ví dụ ta có số A, số B và số D thì thầy ghép lại thành một số có 3 chữ số. Khi đó số A ở hàng trăm thì nó sẽ là A nhân với 100. Số B ở hàng chục thì là nó B nhân với 10. Số D ở hàng đơn vị là nhân với D. Được chưa? Như vậy thì ta được là 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng D. Thì lưu lần lượt vào từ R1, R2, R3.
Số ACE tức là A ở hàng trăm là A nhân với 100. C ở hàng chục là C nhân với 10 và E là hàng đơn vị. Đấy. Thực hiện xong công việc này thì ta thu được kết quả của bài toán. Đấy. Và kia với kết quả của bài toán thì ở đây được là ta thu được R1 đến R10. Đề bài người ta yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất trong các thằng này. Vậy thì quay về bài toán đi tìm min. Các em có thể lưu nó cái dãy số này vào một mảng hoặc là các em có thể lưu vào 10 biến đi trên cũng được. Vậy thì sau đó ta đang đi tìm min thì ta khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng lớn. Ta khởi tạo nó bằng 1E9. Thì nếu red lớn hơn R1 thì chứng tỏ R1 mới là thằng bé nhất. Vậy thì ta gắn red bằng R1. Nếu red lớn hơn R2 thì tại thời điểm này R2 mới là thằng bé nhất. Đấy. Và quá trình chạy cho tới thằng R10 là xong. Ngoài ra các em có thể sử dụng hàm min của các cái tham số này. Và cuối cùng ta thu được red là giá trị nhỏ nhất của dãy số. Sau đó ta đưa red ra. Như vậy trên đây là cái cách để làm cái bài toán. Để hãy tách các chữ số của một số và giữ nguyên thứ tự của nó. Sau đó ta ghép nó lại thành một số nguyên. Hỏi số nguyên bé nhất là bao nhiêu? Vậy trên đây là cái bài toán đó. Giải bài toán này. Và xin mời các bạn là cốt bài toán này luôn. Rồi, xin mời các bạn làm bài. Rồi, xin mời Gia Bảo chia sẻ màn hình luôn nào. Thế ở chỗ các bạn trời có mưa không? Ở chỗ Yên Bái thầy trời mưa quá. Tự nhiên thấy mưa rào. À, em xóa đoạn đấy đi, em sửa đoạn trên có lẽ nhanh hơn. Thôi, còn mấy cái. Sửa hết thành giờ mịn. Ông Dung đừng có đi ô Dung ở trong nhà làm sao biết được mưa. Mở cửa ra thò tay là mưa ngay. À, các em lưu ý những cái bài nào các bạn làm được rồi thì các bạn chuyển tiếp sang bài kế tiếp nhé. Thầy đang hướng dẫn các em làm các cái bài tập này. Trong quá trình là học nếu các bạn làm mệt quá các bạn cũng chủ động nghỉ. Không vấn đề gì. Bởi vì ta sẽ dành thời gian để tập trung cho cái việc học và thi để đỗ. Nên ta phân bổ thời gian hợp lý để học giữa các môn. Nên cũng phải cố gắng. Các bạn lớp 8 có nhiều thời gian hơn thì đây là kỹ năng, cái thời gian tuyệt vời để mình tăng tốc. Đúng rồi, như Khánh chính xác, mưa to rồi mà. Chạy được chưa ra vào? Ủa sao nó lại giao được 3, 2, 1 nhỉ? Như vậy có cách ghép nào đó chưa đúng. A, B, C, A, B, D, A, B, B, C, D, E, B, C, D, C, D, E, B, D, E, A, B, E, A, C, E, A, C, D, A, D, E. Ủa? À, như vậy mệt quá cái ông mình nhỉ. Rồi kéo lên trên để xem nào. Hay là chỗ tách chữ số có vấn đề. À tách chữ số này em đang tách theo phương pháp này à? Chỗ tách như này thì em tách sai rồi. Em phải khoan giữ nguyên đấy nhé. Em đang tách kiểu này được. Thầy sẽ sửa lại một chút. Ở chỗ A em ghi là em sửa lại nó thành E đi. Rồi, như vậy từ từ nha, sau đó em lấy S phần trăm 10 phần trăm 10 thì đó sẽ là thằng D.
Rồi kế tiếp nữa, thằng dưới là thằng C. Rồi còn lên thằng A. Đây em tách số theo kiểu khác. Đau gì, bình thường mà, như đứa đi thi cũng chỉ mong nó dài dài đi. Rồi em nộp bài lên hệ thống nhá. Bạn Gia Bảo có cách tách bài rất thông minh. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài toán kế tiếp. Ở bài toán này thì các bạn nộp bài lên hệ thống nhé. Bài này bài xóa số. Tên file nó là bài 311 à. Đây là thầy gặp tên file nó hơi nhạy cảm nhỉ. Thế nên nó duy nộp cây rồi này. Xem ứng chung nộp lên đây. Thắng Nhật Minh nhỉ. Úi giời ơi, ông Nhật Minh ông cười gì. Úp Nhật Minh chuẩn như người mẫu. À hoàn toàn full điểm chứ, bởi vì nó có một cái vòng if đấy thì cô đáng bao nhiêu độ phức tạp toán có đáng bao nhiêu đâu. Code của ông Nhật Minh đẹp như chuẩn người mẫu này. Bài này là bài 311 đề bài 2 số đề số 1 nhé. Cả nhé. Đó, bài 311 các bạn cứ nộp lên server nhé. Để cho hệ thống server thu và khi thầy tìm bài phát các thầy sẽ nhìn thấy bài nộp của các em đây. Hiện nay có khoảng mấy chục bài các bạn đang nộp rồi. Bình thường cái lớp này học cũng khá muộn nên các em cũng cố gắng theo học. Ngoài ra cũng phải giữ gìn sức khỏe để học các môn khác. Rồi chúng ta sẽ sang kế tiếp bài đếm số lượng ước đối xứng. Vậy. Đề bài cho số nguyên dương n, hãy đếm số lượng số nguyên dương n là số đối xứng. Ở cái bài toán này thì chúng ta nhận thấy như sau. Chẳng sao. Đề bài cho số nguyên dương n, đếm số lượng ước nguyên dương của n là số đối xứng. Ở cả thằng ngã sao mà con. Để chụp lại cái đề để các bạn, để các bạn làm chưa có đề. Tôi ngó ra đây. Làm tay thỏ này. Làm tay thỏ này. Để cho camera vào xem. Xin chào. Ui, tôi là tay thỏ đây. Ngủ đi. Rồi, thầy vừa gửi bài số 3. Đề bài cho số nguyên dương n. Người ta yêu cầu là đếm số lượng ước của số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện. Ở trong bài này thì có một cái dữ kiện khá quan trọng, đó là n nhỏ hơn bằng 10 mũ 12. Do đó khi khai báo biến, các em nên khai báo chọn kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu cho các cái tham số của các cái chương trình con, cũng là kiểu long long. Thông thường ta hay có thói quen là chọn các tham số kiểu INT. Vậy thì bài đây là một cái bài khá nhẹ nhàng, vậy chúng ta giải quyết luôn nhé. Chuyện khá áo manu mà chỉ mỗi trận vừa rồi thua hơi buồn thôi chứ hôm vừa rồi xong thầy xem highlight lại nó buồn ơi là buồn. Đấy, hàng thủ đá giống như đi ngủ. Hôm qua chẳng bù cho hôm qua thấy Real đá với Barca hai đội đá thôi rồi. Đến bao giờ mới như được như ngày xưa. Nào chúng ta quay trở lại đề bài cho số nguyên dương n chúng ta thực hiện đi học đâu mất rồi chúng ta sẽ thực hiện đếm số lượng ước nguyên dương của n là số đối xứng. Vậy thì khi đó ta kiểu gì thì kiểu ta cũng phải xác định luôn bài này cho n, và cho n thì ta luôn đặt ra câu hỏi kiểu dữ liệu của n là gì. Trong đề ta thấy kiểu dữ liệu của n là 10 mũ 12. Rồi như vậy thì ta thấy rằng là ta sẽ chọn nó kiểu long long, đưa ra số lượng ước đối xứng của n. Như vậy bài này ta kiểu gì cũng tổ chức một hàm kiểm tra tính đối xứng, một cái thủ tục để liệt kê các ước. Nếu cần thiết các em tổ chức một cái void liệt kê ước, các bạn đẩy nó vào trong một cái set. Vậy với cái bài toán này thì ta tổ chức hàm đối xứng thì ta có hai trường phái để tổ chức một hàm đối xứng, hàm kiểm tra tính đối xứng.
Vậy thì ta nhận thấy rằng số của ta cần kiểm tra tính đối xứng đó chính là số U, và đây ta nhận thấy rằng U của ta đây đang sử dụng kiểu INT là bị sai, ta sửa nó thành kiểu long long. Vậy thì để kiểm tra một số đối xứng thì thầy lưu cái sâu chỗ này thì thầy sử dụng là thay đổi cái sâu này thành to string hàng U. Thầy to string là hàm đổi sâu thành số, à quên nhầm, đổi số thành sâu đấy, để thầy lưu nó vào trong sâu V. Rồi như vậy thì khi đó V là sâu chứa các số U. Vậy thì khi đó thầy sẽ thực hiện lật ngược cái sâu V lại. Ví dụ như sâu của thầy đang là 1, 2, 3, 4 thì nó lật ngược lại thành 4, 3, 2, 1. Vậy thì khi đó thì ta nhận thấy rằng nếu sâu V mà bằng cái sâu U đã được là sâu U ban đầu thì chứng tỏ nó là sâu đối xứng. Ngược lại, nó không là sâu đối xứng. Ở phần này thì một số bạn có thói quen là sử dụng sử dụng cái thằng sử dụng chia dư chia nguyên, sử dụng câu lệnh while thì ta cũng hoàn toàn làm được nhé. Đấy, và ở đây thì nếu mà các bạn sử dụng cái chuyện sau khi lật ngược xong chuyển sang thành số thì ta sử dụng cái thằng etoy nhé, etoy hoặc là etull kiểu int int64t ít khi ta sử dụng trong lập trình C cộng cộng. Bước 1 thì ta nhập vào số nguyên dương n. Ý tưởng của thầy ở đây là ta sẽ tổ sử dụng một cái set để chứa tất cả các ước, sau này ta sẽ thỏa mãn điều kiện. Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc là cho y chạy từ 1 đến n. Rồi. Đây, ta cho y chạy từ 1 cho tới căn bậc 2 của n. Nếu n chia cho y thì chứng tỏ rằng y là ước của n nhé. Vì y là ước của n nên khi đó ta nhận thấy nó có hai ước. Ví dụ như số 100. Số 100 ấy nó sẽ bằng 2 nhân với 50. Nên khi 2 là ước của 5 100 thì thầy xét luôn 50 có phải là 50 cũng là ước của 100. Đấy. Vậy thì khi n chia hết cho y thầy mở ngoặc ra thầy thực hiện hai kiện hai việc. Việc thứ nhất thầy kiểm tra xem cái số 2 này có phải là số đối xứng hay không. Nếu có thì thầy chèn nó vào trong một cái set C. Cái cơ ta nên có thói quen sử dụng một cái set để lưu nghiệm nhé. Đấy. Và ta đẩy nó vào trong một cái set và ta lưu lưu nó vào. Xong sau đó nếu y khác thằng n chia y và thằng n chia y là số đối xứng thì ta đẩy nốt nó vào trong set C. Như vậy chạy xong công việc này thầy thu được một set C chứa tất cả các ước đối xứng và các ước này đã được sắp xếp tăng dần. Vậy thì tới đây nếu đề bài người ta hỏi số lượng thì khi đó ta đưa ra thằng C chấm sai. Trong đó C là set C. Set C đầu giờ chương trình cho bạn khai báo như thế này. Còn nếu mà người ta hỏi hãy liệt kê tất cả các ước thỏa mãn thì các bạn follow INTXC thì ta xe out thằng X ra nhé. Rồi với cách làm như trên, tôi về xin mời các bạn làm bài này. Xin mời các bạn code luôn nhé, chứ không phải chứ ngoài để khi ra code đâu, ta vừa học vừa code chứ không ngồi một lúc buồn ngủ lắm. Lại bảo ôi thầy Thành giảng buồn ngủ quá. Video bài giảng thì sẽ cố gắng up lên trong thời sớm nhất. Nói sớm nhất không biết thế nào, video này thì đã làm rồi. Rồi, xin mời các bạn làm bài nào. Rồi. Đây là một cái bài khá hay. Tôi xin mời Gia Bảo chia sẻ màn hình luôn. Các bạn khác các bạn làm luôn nhé. Đây là bài số 3, đề số 1 trong cái tuyển tập 70 đề của chúng ta. Nào.
không 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 miền Tây miền con có không được cái này của tôi thì cũng rất là mong cửa này rồi format lại cố đi. Con đấy như bố mai đi học được nhất bố cho con đi quẩy nhưng Mai con chuyển học sớm mai mẹ phải đi làm sớm hôm mai bố con mình đi quẩy nên đi. sớm con đến 8 giờ bố con mình đấy đấy bảo mình mẹ phải sạch để sạch vừa vậy. Ok để con đi chút này. Giờ nào cũng nào duy này hay làm chứng Thì là à để xem các bạn thằng sâu là thế nào lâu lắm cũng không nhìn thấy dân sâu không à bên trên này à bên bên trên điều vẽ vào làm đấy. Comment lại cố lên cho nó đẹp được lấy đi. Các bạn khác các bạn cứ tiếp tục tốt nhé. À, Khánh làm sao? Nó hỏi à, liệt kê à, trong đề bài hỏi liệt kê à, để thầy xem nào. À. Hãy đếm mà đếm số lượng ương nguyên dương của n mà người ta hỏi đếm mà thế người ta hỏi đến cái đâu phải đếm là đếm số lượng di dầu cầu văn đông bình cầu tre lấp léo gặp gành khô đi con đi bố dân con đi trường học bố đi trường đời Con đi con đâu ông ơi ba mình ba mẹ là thương sao đi chị cho anh là cây nên thôi con cây đi và mẹ là cây nên đây. mẹ được nuôi hai đứa rồi quay trở lại cô chương trình nào à, em nhập à nói sao lại ra 133 là cái gì ấy nhỉ? Có ai phát hiện ra có vấn đề gì đoạn code này không? Các bạn có phát hiện ra vấn đề gì không? Em đang ngủ rồi. Mình là kinh. Ông Bình Minh không nào, có vấn đề gì nào?
Rồi, chính xác. Ở cái chỗ này thì Gia Bảo kéo cái dòng 21 lên trên trước dòng 20. Đấy, khi bài này đi thi rất nhiều bạn trước 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 cái trước dòng 20 mà trước cái dấu ngoặc ấy. Nhờ đi thi rất nhiều của các bạn sai ở chỗ này. Mọi người cứ mang thằng nờ chia cho y rồi xử lý luôn mà quên rằng là khi nờ chia cho y thì comment lại câu cho nó đẹp. Hôm nay là con gái mình nhà về bên trai thì nó bố con là con trai. Thế nhé, sao lại không nộp được? Không đăng nhập được hay làm sao? Anh mới đăng nhập được vào được chứ. Ở trong lúc các bạn không vào được server rồi. À, đã có tên đâu. Em cứ cứ nộp lên là được. Nếu đặt tên bài ở bên trên đúng theo quy cách là được. Nghe các em được nhiều không? Đúng. Vẫn chưa đúng đúng không? Quay lại cốt chương trình ý, nhìn thì cái số 13 này số thì đã xấu thì lại không biết để chiếu nhìn đấy có chút vấn đề. Mọi người cùng góp ý xem bạn ra bảo chỗ này đang có vấn đề gì. Để ta cùng quan sát, chắc chắn là chỗ này đang có vấn đề gì nhưng mà thầy cũng chưa nhìn ra thôi. Ui giời, ông Nguyên tưởng ông tư vấn tại chỗ thế nào. Ông Bình Minh cũng thế. Bố ơi, lúc con đi À. mỗi hôm qua con đi mua đồ cho lên để ăn Đi. vô trong một thăm học sinh. Chứ bố anh em học bài anh em mặc cả chuyên chuyên này. Học Để chào em. Để hỏi đề bài người ta hỏi đếm số lượng mà. Dạo này cũng thấy bạn Hùng sức lên chơi nhỉ. Sài Gòn đang đông trên không đường tầm nó không đâu, nó có mỗi x 2.c thôi, int x 2.c tức là lấy lần lượt các giá trị ở trong set ra mà xe nó ra đầm rành con đi vô sách con đi trường học.
Nè đi Không. về Bộ đi nè. phim của mình. Để đi trường đời. Đi sao cầu. Như vậy ta được ba lớp rồi. Ok. Và Một thằng con con đi mẹ dắt con đi, con đi trường đời, tốt đi trường đời. con đi con đi con Rồi quay lại câu chương trình đi. Rồi ở đấy bây giờ em ẩn hai cái dòng là 27 28 đi. À quên 26 27 ẩn đi. Ẩn thì mình ấn Ctrl Shift C rồi chứ. Rồi bây giờ dòng một chút dòng 27 em CL thằng C chấm sai đó. À, khi nãy là do em CL cái thằng C chấm sai ở bên trong vòng for nên cứ chạy đến đâu là for nó CL ra tới đấy. Bây giờ mình lôi nó ra ngoài, con máy lại hút cho nó đây. Đi bộ với con thì bao giờ đấy. Ở trên đây đối không? Không nên làm đấy mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Ủa? Ủa, từ từ. À, nào, chúng ta tiếp tục. Rồi, tiếp tục chúng ta sang các bạn nộp cái bài này lên trên hệ thống nhé. Bài này, bài đếm ước tương xứng. Chúng ta bài đếm ước số đúng. Bài 513. Đấy. 513 Nhật Minh là nào? Nguyên tố sao 513 chụp tên bài. Trời ơi, chết rồi. Nó trùng với tên bài của hệ thống rồi. Quá. À đây về 431 thầy nhầm bà con thông cảm dạ cả tên tên của và lại chú tên bài buồn thầy quá. Chúng tên bài rồi thì bài làm sao? Thôi, người hãy quên em đi. Rồi. À, bài kế tiếp của đề bài số 1, bài số 4. Cho số nguyên dương n, hãy tìm số nguyên tố gần n nhất. Bài 513. Sao không tăng nhất không nhỉ? Mình cứ tìm trở lại mũi nào. Không có mũi bài tăng nhất. Không có mũi kiểm tra. Mình có tăng nhất không ạ? Thì thế là dấu dập hành 15 lên. Không. Mình cứ kính luôn. Đây nè. Ok, rồi. À, kế tiếp ta sang bài số 4. Đề bài cho số nguyên dương n, tìm số nguyên tố gần số nguyên n nhất. Nếu có nhiều kết quả thì đưa ra số nguyên tố nhỏ hơn. Ví dụ với n bằng 30 thì số nguyên tố
gần n nhất là số 29. Bây giờ các bạn hãy cho thầy biết cái số số nguyên tố nào mà gần số 20, à quên, gần số 35 nhất. Xin mời các bạn comment các cái số đứng bên cạnh số nguyên tố số 3, à, hãy comment cho thầy biết số nguyên tố đứng cạnh số 35. 37 là số nguyên tố anh. 37 không ạ? Không. Ok, để bố bị con. Để em. Không. 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 Rồi, ta vào tập trung nhé. Rồi, như vậy thì gần số 35 thì ta có số 31 và số 37. Như vậy thì ta có 22 số đứng cạnh gần số 35. Trong đó thì ta nhận thấy rằng là cái thằng trị tuyệt đối của thằng 31 trừ đi 35 thì nó sẽ bằng 4. Còn trị tuyệt đối của cái thằng 31 trừ đi 37 nó sẽ bằng 2. Như vậy thì ta nhận thấy rằng số 37 nó sẽ gần số 35 hơn. Từ đó thì các bạn nhận thấy rằng chúng ta sẽ thực hiện giải quyết cái bài toán này bằng cách đi tìm số nguyên tố bên trái của n và đi tìm số nguyên tố bên phải của n. Vậy thì để làm cái điều đấy thì chúng ta sẽ thực hiện bước đầu chúng ta nhập số nguyên dương n và output của bài toán là đưa ra số nguyên tố gần n nhất. Nếu có nhiều số thì ta đưa ra cái số bé hơn. À, nếu có hai số bằng nhau thì ta đưa ra số bé. Hai số cùng gần nhất thì ta đưa ra số bé hơn. Vậy thì ở bài này thì do giới hạn của n mình nó lớn là 10 mũ 18 nên chúng ta không sử dụng sàng nguyên tố. Tới thời điểm này bạn nào cài đặt được giải thuật sàng Eratosthenes thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật sàng Eratosthenes comment cho thầy số 0. Ông nào comment số 2 đấy. Ông Minh sao số Minh Bình Minh cũng chưa có Eratosthenes. Dùng Fermat rồi hôm nào cũng được nhớ code Fermat nổi lên server nhá. Rồi ok, như vậy về cơ bản là các bạn trong nhóm cũng đã biết được là giải thuật sàng nguyên tố rồi. Tuy nhiên là do ở đây thì giá trị của cái biến n của mình là lên tới tận 10 mũ 18 nên ta không sử dụng cái bool nguyên tố, à không không sử dụng sàng Eratosthenes mà thầy trò mình sẽ sử dụng cái bool nguyên tố. Vậy thì tới đây thì ta đã biết ta tổ chức hàm kiểm tra là tính nguyên tố nhá. Rồi để tổ chức được một cái hàm kiểm tra tính nguyên tố của một số thì ta sẽ thực hiện cái bool nguyên tố và ta cùng thống nhất sử dụng cái hàm sau. Thì ta có đúng rồi, bài này không sàn được. Ta nhận thấy rằng nếu u bằng 1 thì u không phải là số nguyên tố. Cho y chạy từ 2 cho tới căn bậc 2 của u, tức là y nhân y nhỏ hơn u. Nếu u chia hết cho y thì ta return false. Sau vòng lặp for này, nếu y không vẫn không thay thay đổi giá trị thì điều đó nếu nếu không bị return false lần nào thì chứng tỏ không có số nguyên dương y nào nằm trong phạm vi từ 2 cho tới căn bậc 2 của u mà u chia cho y. Từ đó suy ra số nguyên dương u chỉ có hai ước một và u, và vì nó có hai ước một là u nên số này là số nguyên tố. Vậy thì cái hàm kiểm tra tính nguyên tố ở đây thầy giải thích lại một lần nữa để Gia Bảo và các bạn nắm được là
với một cái số nguyên dương u ấy, nếu mà nó không nhỏ, nếu nó nhỏ hơn bằng một thì chắc chắn nó không phải số nguyên tố rồi, mà nó không phải nhỏ hơn bằng một tức là nó lớn hơn hoặc bằng hai thì nó luôn có hai ước là một và u. Vậy thì công việc của chúng ta sẽ quay về cái công việc là để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không, ta kiểm tra xem nó có cái ước thứ ba hay không. Người ta chứng minh được rằng cái ước thứ ba nó nằm trong phạm vi từ một từ từ một, từ hai cho tới căn u. Nếu có, nếu không trong phạm vi từ hai cho tới căn u này mà không có ước nào thì chứng tỏ nó sẽ không có ước ước khác nữa. Vậy thì công việc của chúng ta cho y chạy từ hai cho tới căn u bình phương hai vế lên thì ta được là y bình nhỏ hơn bằng u. Vậy đó chính là lý do tại sao là chỗ này ta cốt là y nhân y nhỏ nhỏ hơn u. Vậy thì sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta thu được là sau khi vòng for này nó không return for lần nào thì chứng tỏ trong phạm vi từ hai cho tới căn u không tồn tại ước nào. Vậy thì chứng tỏ số này chỉ có hai ước, vậy thì ta sẽ dừng và khi đó ta sẽ kết luận luôn nó không là số nguyên tố. Ô, tự nhiên mưa to thế, không biết có phải mưa đá hay không, thì thấy mưa to lắm. Rồi tới đây thì ta sẽ quay về bài toán chính. Bước đầu tiên ta qua nhập số nguyên dương n. Vậy thì ta gọi r1 là số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn n. Hôm trước thầy thấy Nhật Minh làm chỗ này thì chạy thì hơi có chút vấn đề. Thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta thực hiện như sau. Ta gọi r1. Ta gọi r1 là số nguyên tố nhỏ lớn nhất nhỏ hơn n. Vậy thì chỗ này ta khởi tạo r1 bằng n trừ 1. Hôm trước thấy Nhật Minh khởi tạo n bằng n trừ 1. Vậy thì chạy xong đoạn này đã èo luôn rồi, làm gì còn n để cho chạy đoạn thứ hai nữa. Nên mình lưu nó vào một biến trung gian nhé. Chỗ này ra bảo không thế này nhé. Ta lưu nó vào một biến trung gian. Rồi ta gắn r1 để bằng n trừ 1. Thì khi đó ta thực hiện chừng nào nguyên tố của r1 đang còn bằng phô thì chứng tỏ R1 chưa phải là số nguyên tố. Ta hình dung cái bài toán của chúng ta như sau. Bây giờ người ta cho một cái dãy xe cho một số nguyên dương N này. Ta không cần tìm một cái thằng R1 bên tay trái. Tìm một thằng R2 bên tay phải. Trong đó R1, R2 là số nguyên tố. Sau đó thằng nào gần N hơn thì ta đưa thằng đó ra. Vậy thì với cái bài toán đấy thì các bạn dễ dàng nhận thấy là nếu R một chừng nào R1 không phải là số nguyên tố và R1 lớn hơn không thì thực hiện công việc giảm R đi. Đấy. Giảm R đi. Để sửa lại nhé. Giảm R đi. Và giảm đến khi nào mà R1 là số nguyên tố thì ta dừng lại. Đừng. Ta tìm R2 là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn N, tức là R2 là số bên tay phải. Thì ta gắn R2 thì bằng N cộng 1. Chừng nào R2 chưa phải là số nguyên tố thì ta tiếp tục tăng thằng R2 lên. Đấy. Quá trình này cứ chạy lên thì rõ ràng cái số nguyên tố bên tay phải của thằng R2 nó cách nhau khoảng tầm 6 đơn vị. Lớn nhất là 6 đơn vị nên kiểu gì nó cũng bị chặn trên. Vì nó chặn trên nên ta sẽ tìm thấy thằng R2. Vậy thì khi đó ta thu được R1 là số bên trái, R2 là số bên phải thì ta xét ta có hàm ABS là hàm trị tuyệt đối. ABS là hàm trị tuyệt đối. Ta lấy R1 trừ N mà nhỏ hơn R2 trừ N. Nếu biểu thức đen này rồi ok bye Hữu Đức, nhớ nộp đủ cái đề số 7 lên server nhá. Nếu R1 trừ N nhỏ hơn R2 trừ N thì điều đó chứng tỏ rằng R1 trừ N mà nhỏ hơn R2 trừ N thì điều đó chứng tỏ rằng là các cái phần tử là cái thằng R1 nó sẽ sát gần thằng R2 hơn. Vậy thì từ đó thì ta đưa ra kết quả là R1 là thằng tốt nhất. Vậy thì ta gắn Z bằng R1. Ngược lại ta gắn Z bằng R2. Thì khi đó thằng R2 sẽ gần hơn. Sau đó ta đưa kết quả ra. Ok chưa? Như vậy tới đây thì các bạn đã giải quyết xong được bài toán. Và ta sẽ đưa kết quả ra. Bài này bài 513. Bây giờ thì các bạn chờ chút để thầy gửi lại thuật toán để các bạn làm luôn bài toán này. Ok, thầy chào Trung Dũng.
Các bạn bận hoặc mệt thì các bạn cứ chủ động ngủ nghỉ nhé. Không không được nhận minh nhé. Thầy vừa đã gửi thuật toán ở trong nhóm Zalo, xin mời các bạn làm bài luôn. Bài 5/3. Xin mời các bạn chia sẻ màn hình làm luôn. Sao thế Bình Minh? Hỏi gì hỏi luôn lại còn thấy ơi thầy à. Với mỗi bài toán này, bất cứ thời điểm nào các bạn cũng cài đặt và hiểu được bản chất của bài toán. Ủa, ông Bình Minh kêu lên một tiếng cái xong ông lại chạy đâu mất rồi. Ở cái chỗ này Bình Minh code chưa đúng. Chỗ này em phải sửa lại như này. Chừng nào đây là R1, nguyên tố của R1. Như này. Này chừng nào R2. Thì R2 cộng cộng. Thế chỗ này sao lại chỗ này nếu ABS chỉ tuyệt đối mà. Chúc Bình Minh xem lại nhé. Cái đoạn code của em không đúng luôn. Đang bảo chúc Bình Minh. Sớm mà mình làm việc tối cho nó quên. Chúc mình một ngày mình ngủ khoảng tầm 6, 7, 8 tiếng. 8 tiếng là vừa đẹp. Còn lại thời gian các bạn dành phân bổ thời gian để học các môn cho nó hợp lý. Và nhớ ngủ đúng giờ đúng giấc. Tuệ Giang tí cũng phải ngủ sớm một tí nhé. Con gái không nên thức khuya. Không tí nữa. Thế Tuệ Giang bảo thầy ơi em đang ngủ khò khò. Nhớ format lại cô nhé. Nói thế thôi. Làm xong bài em ngủ. Bật cửa sổ lốc lên để xem nó báo gì đấy. Rồi em nhớ chưa phải comment lại cô đi. Thầy xin chào Thắng. Ông Bình Minh chào với thầy ơi thầy à. À test là gì á? Bài 5/3 có test không nhỉ? N bằng 30 nó ra 29. N bằng 31 nó cũng ra 29. N bằng 32. Mà hay đọc ra 19 nữa. Trước Bình Minh sửa lại đi, code cái đoạn của em thế này chưa đúng, em code theo thuật toán gửi ở trong nhóm Zalo nhé.
bởi vì em đang nhầm giữa biến rr và biến r1 của em. Trong vòng lặp while em đang sử dụng hai biến khác nhau, sửa một chút là được. Em đi lâu đấy, em nhé chuột phải chọn open do dòng ở giữa là được. Nó chưa ra gì rồi, về quay trở lại code chương trình chính nhé. Đấy, em phóng to cửa sổ lên cho nó to lên nhìn nó dễ nào. Rồi em nháy chuột phải chọn format lại code chưa? Để nhìn code nó format này. Sau khi em nhập R xong chừng nào thằng R1 có số nguyên tố giảm R đi rồi. R2 bằng N cộng 1. Chỗ bình minh để ý chưa khởi tạo R1, R2. Còn là rồi quay trở lại thể kiểm tra cái hàm nguyên tố nữa. Đúng rồi. Tại sao lại chưa? Em chạy N bằng mấy? Rồi em chạy lại chương trình nhé. Đến nơi bằng 30 rồi em lưu lại. N bằng 30 nó ra 31, không N là 30 nó phải ra 29, vì bởi vì số 29 mới là số bé hơn. Số 30 thì rồi chạy lại chương trình nha. Em mở ra cái gì, có gì trong không? Ủa? Sao nó không ra gì này? Để em quay trở lại chương trình chính nhé. Xong cuối chương trình sale lên chưa? Rồi. Ủa, đâu vậy, không đặt quả. Em ẩn cái dòng số 14, 15 đi, em chạy luôn. Sọc sọc đi. Bình minh sửa theo thuật toán nhé. À, thầy biết rồi. Cái dòng số 27 em phải khai báo kiểu long long. À ừ, thầy chưa rồi, hôm nay thầy chưa lại cho các bạn để cho các bạn nghe hiểu rõ. Ra kết quả chưa bảo. Làm thao tác em. Ủa. Phải lên trên hàm nguyên tố thầy xem. À, chỗ em thay NTU bằng long long u đi. Sao gì? Rồi chạy lại hơn. Thì thấy hoàn toàn hợp lý bạn chưa đây? À, chỗ mình bị có hỏi là tại sao lại được một trừ trừ? Thì nó là
tìm số nguyên tố bên tay trái của N. Rồi với em quay trở lại chương trình đi bà. Em đóng, em ấn nút stop chạy chương trình rồi. Sẽ lại file out ra kết quả chứ. Hãy lưu ý sau khi chạy xong nó sinh ra màn hình đen và thu nhỏ nó lại. Chứ không phải, không phải thu nhỏ nó lại mà đóng nó luôn. Rồi mở lại code chương trình nhá. Vậy em ẩn hai cái dòng 10, 14, 15 đi. Rồi về chạy chương trình em thử nhầm là bằng 30 xem nó có ra kết quả không. R1 là số nguyên tố bên tay trái của N, R2 là số nguyên tố bên tay phải của N. Nó có ra kết quả không bà? Em chia sẻ lên màn hình đen như thế này chứ không nhìn thấy nó chạy. Nó không ra gì rồi, em đóng cửa sổ lần này. Như vậy hiện tại là nó đang bị làm loạn. Em gửi code qua Zalo cho thầy nhé. Bảo gửi cái code Zalo đấy chạy trên máy của thầy xem tại sao em làm trên máy đúng mà chạy ra kết quả sai. Mình đang SOS gì, thầy đang SOS bạn này. Ôi, cốt blog ơi, lên đi em. Bây giờ các bạn làm bài xong bài nào trong tập đề này thì các em nhớ phải nộp bài lên server nhé. Bài 5313. Video bài giảng thì sẽ up trên kênh YouTube và Đặng Tuấn Thành, các bạn nhớ theo dõi lại nhé. Và các cái video đề mới chữa thì sẽ up lên đấy. Nào, ta bắt đầu đi kiểm tra một cái số nguyên dương U nào. Này, nhập số nguyên dương N. Nhập số nguyên dương N, R bằng N trừ 1. Nếu N là số nguyên tố và N và R1 lớn hơn 0 thì giảm R đi. Rồi, sau đó nó lâu rồi bằng n cộng 1. Sao mình nếu nguyên tố của R2 mình vô chừng nào nó còn vô thức tăng R2 lên rồi nếu R1 trừ n và R2 trừ n thì là bé hơn thì điều này xem thấy ra ok rồi. Sao thì ông Minh biết gì ông nói luôn đi. Lạ ghê. Ủa, sao lại là vô hạn được nhỉ? Lại xóa đi cốt lại. Trời ơi, trời à, tại sao em lặp vô hạn thế? Em ấn nó đi xem nó lặp ở chỗ nào. Ủa, sao lại là báo lỗi gì đấy?
Thế bọn nó là hai chữ khai báo. À, như vậy mới là thằng này. Ừ, 2015. Em đi xa quá, em đi xa em quá. Lạ nhỉ. Ẩn nốt cái thằng này đi xem. Kiểu sau khi chạy chương trình ấy, nên ta ẩn tất cả đi xem, mới chạy xem nó còn lặp vô hạn nữa không. Nào, đúng lặp vô hạn được đấy. Ủa, nó vẫn là vô hạn luôn. Chẳng lẽ hàm này bị sai. Ơ đấy phải đâu, cái chương này nó bị làm sao ấy. À không phải, phải mệt quá. Đâu phải đâu. Nửa đêm à, ngáo ngơ quá. Ủa, nó là vô hạn thật. Đấy, như vậy cái hàm nguyên tố của bạn thì nó bị sai à? Sai chỗ nào nhỉ? Nó ra 29. Rồi ta thử. À, đây bạn không thiếu thiếu một cái điều kiện. À, ra bảo ơi, thiếu này em thiếu điều kiện là nếu u chi hết cho y. Nhá. Thì đi tương khô. Đấy, em thêm mỗi dòng với bạn là được. Dòng này nhé. Thế chả trách ở sau cái này là chạy sai 500 anh em nổi cốt gần chết. Ra bảo bổ sung thêm một câu lệnh nào nhé. Rồi như vậy thì em sửa về thêm cái câu lệnh này vào chỗ này là được nhé. Chương trình đấy là ok rồi. Rồi như vậy thì qua tới thời điểm này chúng ta đã giải quyết ra được cái bài toán số 4. Bài toán là yêu cầu chúng ta là đi tìm số nguyên tố gần số n nhất. Vậy thì để làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ thực hiện tìm số nguyên tố bên trái, tìm số nguyên tố bên tay phải, và ta sẽ thực hiện là trong hai thằng đấy ta xét thằng nào gần n hơn thì ta có trị tuyệt đối của độ trên ta độ trên là thằng đấy trị tuyệt đối thì hàm vẹn ABS. Nếu nó mà
bé gọi là bé hơn thì nó chính là kết quả của bài toán đấy. Sau khi bạn sửa hàm nguyên tố cho bạn xong thì mình mới lấy rằng ChatGPT cần gì đúng không, mình chấp tắt. Rồi ta chỉ sử dụng nó cho đấy. Trên đây là bài 513, bài tìm số nguyên tố gần lời nhất. Rồi hôm nay thế bây giờ cũng đã muộn rồi, tới thời điểm này chúng ta đã làm được bài số 4 của cái đề bài số nguyên tố 4, và các bạn hãy tiếp tục giải cái bài và nộp bài này lên hệ thống nhé. Còn bài số 5 nữa là bài ước chung nguyên tố lớn nhất do cái hệ thống sắp hết giờ mà không gia hạn được, ta còn 3 phút nên thầy tua khá nhanh. Đề bài kế tiếp của chúng ta là bài số 5. Ở bài số 5 thì chúng ta có đề bài là như sau: cho số nguyên dương n và m, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thực hiện đi tìm ước chung nguyên tố của m và n. Vậy thì để tìm ra ước chung nguyên tố lớn nhất của m và n thì ta sẽ tiếp cận bài toán như sau. Lưu ý MN của ta là 10 mũ 11 nên kiểu dữ liệu của nó là kiểu long long. Vậy thì ta sang bài số 5, ta xử lý bài số 5 khá nhanh. Bài toán đầu tiên thì ta sẽ nhập số nguyên dương MN và ta đưa ra các ước chung nguyên tố của nó. Vậy thì ta vẫn cần thiết tổ chức một cái bool để kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương U. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu Y là ước chung của MN thì Y sẽ nằm trong phạm vi từ 1 cho tới min của MN. Tới min của MN. Và khi đó ta sẽ thực hiện cái công việc là ta cho Y chạy từ 1 cho tới min của MN. Nếu M chia cho Y và N chia cho Y thì khi đó Y là ước chung của MN. Và nếu Y là số nguyên tố vậy thì Y sẽ là ước chung nguyên tố của MN và ta đưa nó ra. Ở trong đề bài người ta có nếu không có ước nào thì ghi ra none. Vậy thì ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Trước vòng lập for ta khởi tạo P bằng 0, sau vòng lập for ta khởi tạo P bằng 1. Vậy thì sau khi thực hiện xong thì nếu P vẫn bằng 0 thì chứng tỏ phương trình vô nghiệm, thì các bạn đưa ra chữ năn trong dấu ngoặc kép nhé. Nhớ rằng các biến cầm cờ ở đây ta khởi tạo cờ bằng 0 trước vòng lập, nếu phát hiện nghiệm ta khởi tạo cờ bằng giá trị khác, sau vòng lập for nếu cờ vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu thì chứng tỏ vô nghiệm. Đấy, đó là cái cách đã làm bài thuật toán 1 nhé. Bài toán này với cái thuật toán đầu tiên. Bài 5. Chắc sáng mai thì sẽ gửi cho người. Rồi kế tiếp thì về code chương trình thì ta vẫn tổ chức một cái bool nguyên tố bình thường. Sau đó ta thực hiện nhập các cái giá trị. Ở đây thì code này ở đây thì format lại code cái chứ. Nhiều đứa code xong không chịu format, không nộp lên hệ thống, đứng khi thầy paste vào đây thì code xấu quá. Rồi ok bye mi. Rồi sau khi thực hiện CMN sau và reopen thì nó mới hảo hán. Có đáng bị đập không? Đấy. Đã khởi tạo cờ. Rồi, ok. À, vậy thì với cái giải thuật thứ hai thì chúng ta sẽ nhận thấy như sau. Nếu ta phân tích được, nếu ta tìm được ước chung, bởi vì đề bài yêu cầu đi tìm ước chung nguyên tố của M và N, nên thì gọi Q là ước chung của MN, thầy sử dụng cái hàm GCD hay giải thuật Euclid. Vậy thì ta nhận thấy rằng khi ta phân tích thằng Q thành tích các thừa số nguyên tố ấy, thì khi đó bởi vì M chia hết cho Q, M chia hết cho N chia hết cho Q, mà Q là ước chung lớn nhất của nó, ước chung của M và N, nên khi ta phân tích Q bằng tích các chữ số thì bản thân thằng M sẽ chia hết cho lần lượt các tích các chữ số đấy, và thằng N cũng tương tự như vậy. Vậy nếu ta phân tích Q thành tích các thừa số nguyên tố và ta lưu vào set thì khi đó set C cái set C sẽ lưu các thừa số nguyên tố khác nhau của Q và đó chính là các ước chung nguyên tố của M và N. Vậy thì ta sẽ phân tích Q thành tích các thừa số nguyên tố và khi đó ta sẽ thực hiện đưa các phân tử trong set C ra thì sẽ là kết quả của bài toán. Như vậy thì với cách làm thứ hai thì các bạn thấy ta làm thông minh hơn đúng không? Ta nhận xét rằng Q là ước chung của MN và khi đó ta phân tích Q thành tích các thừa số nguyên tố thì các thừa số nguyên tố khác nhau này đó chính là ước chung nguyên tố của MN. Cái thừa số nguyên tố cuối cùng sẽ là ước chung nguyên tố lớn nhất.
mình nào. Rồi, như vậy thì trên đây chúng ta đã giải quyết được cái bài toán của cái đề số 1. Các bạn tải các cái file ảnh kia về nhé. Và trong cái đề này thì các bạn nhận thấy chúng ta xoay quanh về các cái kỹ năng về số học, tổng dãy số, công nghệ lập Google, tổ chức chương trình con, các bài toán liên quan tới tách số, các bài toán liên quan tới ước số, sử dụng set để lưu niệm, ta tổ chức hàm kiểm tra tính nguyên tố, phân tích hành thừa số nguyên tố, phân tích đi tìm ước chung, bội chung của một dãy số. Vậy thì với cái bài toán như trên, đề như trên có 5 câu, các bạn làm được 5 full điểm cả 5 câu thì thực sự là cũng là một cái điều tín hiệu rất mừng. Các bạn nào mà chưa làm được thì các bạn hãy cố gắng theo hướng dẫn video hướng dẫn để các em có thể làm lại được nhé. Và tiếp đến chúng ta sẽ còn rất nhiều đề ở phía sau. Mong các bạn theo dõi trên kênh video trên kênh YouTube để thầy từ giờ cho đến cái ngày thi thì thầy sẽ dạy tất cả các buổi vào 9:30 tối hàng tối, thì mời các bạn tham dự học cái lớp này nhé. Rồi hôm nay thầy cho mình sẽ nghỉ ở đây thôi. Bye bye thầy. Xin chào các em, xin chào gia bảo Chào thầy. các bạn, chúc các bạn Ngủ ngủ. ngon thế này. Bye bye. Ngủ gặp ma đấy nha. Đập chết. Bye 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 các em. Các bạn nhớ like, share, comment kênh YouTube nhé.